Về Cực Lạc muốn ăn có ăn, muốn bặn có bặn, mà đồ ăn ở thế giới Cực Lạc ngon lắm, chứ không phải như đây đâu. Mình không có biết nhưng mà mình chắc chắn là đồ ăn đó phải ngon hơn đây. Nếu mà đồ ăn không ngon hơn sao mình muốn về Cực Lạc? Đó là Cực Lạc mà đồ ăn không ngon hơn đây sao được, đúng không? Nên cái việc quý vị tu xong ở ngày Chủ Nhật, nhất là ngày Chủ Nhật chùa mình, bây giờ nó trở thành một cái điểm đặc biệt, mà một cái nơi mà hướng dẫn tu là chắc là cái ngày Chủ Nhật khóa tu đông nhất rồi đó quý vị. Đông dữ lắm. Mà rất là nhiều người mình mang nghiệp phá thai quý vị về đây nè. Mà cái việc này là cái việc trở ngại cái gia đình, nó bị lu bu lộn xộn, con bất hiếu. Tại vì sao? Cái đứa mà mình sinh ra thì mình lại nuôi mình thương, còn cái đứa mà mình không muốn sinh thì nó lại bị mình phá thai. Ghê chỗ này. Nhưng mà bây giờ nếu mà quan gia và hương linh thai nhi á, người ta không nghe pháp thì người ta nghĩ rằng đổ tội hết cho người phá thai. Nhưng mà trong nhà Phật nói là nhân quả nó tương đồng. Bây giờ cái phước duyên các con nó không đủ phước duyên để sinh ra, tuy nó được tái sinh nhưng mà không được sinh ra, cái phước không được sinh ra, ghê không? Nên mình không được sinh ra nó cũng có một cái tội là do bản thân mình không đủ phước, do bản thân mình tu thiếu á, hiểu không? Nên bây giờ thôi buông cái tâm hận thù đòi nợ đi, để mà mình niệm Phật mình tu để cầu giảng sanh. Chứ bây giờ mà hận thù hoài thì nó khổ đau. Người sống mà giận cũng khổ, mà người chết mà hận càng khổ, làm cô hồn vất vơ vất vưởng hoài mà quý vị. Nên mình về đây mình vừa nghe pháp, nó cởi mở tâm tư của bản thân mình và tha thứ cho người, và quan thân trái chủ, quán thân trái chủ đi theo mình, và nghiệp quá thai, hương linh thai nhi đi theo mình, nó cũng cởi mở nghe. Và từng nào mình về đây gì nó cũng hưởng tài thọ thực. Nên nhiều cô đi về chùa mình giết cái gia đình tự nhiên nó bình an à. Có nhiều cô hỏi bây giờ thầy cách nào để mà gia đình con được bình an. Nhân Đức nói cô bình an thì gia đình cô sẽ bình an, hiểu không? Mà giờ cô bất an làm sao gia đình cô bình an chợ. Mình tu mà mình cứ nghĩ người ta an mà mình quên mất tiêu mình bất an. Trời ơi, cái này mới nguy hiểm. Khi tưởng đâu cái tâm mình lớn dữ lắm, mình tu mình mong cho người ta tốt, nhưng mà mình quên là bản thân mình tốt người ta mới tốt quý vị ô. Thấy chưa? Này là quan trọng. Nên cái lễ viếng Đức Phật A Di Đà ngày 17, 18, 19 tháng 11 âm lịch nha, ba cái ngày này là đại pháp hội. Mà ngay cái lễ Đức Phật A Di Đà luôn, mà cái tâm đa phần con người ta là niệm Quan Âm là cầu an, mà niệm Di Đà là cầu siêu, đa phần vậy đó quý vị. Nên quý vị khắp nơi nơi mình về đây mình dự cái đại pháp hội Di Đà này nè, mà mình cầu nguyện cái ngày đó mà cùng tu nghe, để mà Phật A Di Đà ngày phóng quang, ngày gom hết hương linh về Cực Lạc. Hiểu chưa? Gia đình quý vị tự nhiên bình an à. Những người mà nhức tay nhức chân đồ gom quan gia về Cực Lạc, đỡ nhức tay nhức chân. Thì nhớ nghe, cái chân cẳng mình đau bụng hay là nãy kia nhức đầu là có chổng. Phật Bồ Tát dạy là ở trong đó đó, người ta chổng á, ta quấy rối chổng. Nên bây giờ mình phải cần tu cái tâm mình nó dịu lại, rồi cái tự nhiên cái quan gia mình ta nghe câu Phật hiệu mình niệm, ta niệm theo, Phật phóng quan cái chéo đem về luôn. Nhẹ nhàng liền về đâu. Nó giống như có cô này có một bú nè, những đứa kêu không có được mổ, người ta chổng á mổ bậy bạ là chết. Để cho người ta cùng sống với mình trong đó đi, không ai đụng ai chứ. Nó mày mà đụng tao thì tao khổ, mày cũng khó sống. Nên chúng ta cùng sống với nhau. Ung thư, mình nói với ung thư, ví dụ như ung thư bụng, bao tử, ví dụ mình nói với bao tử này nè nghe, ở trong đó yên trong đó nghe không, để chúng ta cùng sống. Tao không có làm gì mày, tao không có bắn thuốc đồ vô, tao không có mổ mày đâu nghe. Mày để tao sống đi, rồi mày cũng sống, tao cũng sống, để chúng ta cùng sống niệm Phật giảng sanh nghe em. Nói vậy người ta thương biết bao nhiêu. Nghe bị nghe vậy đó, nói bị còn phái mà không chỉ bị nói với quan gia thì nghe nó phái, tha thứ bị liền. Nên những cái người mà bệnh đau nhức đầu, đau bụng đồ đó, ho hen được, bất cứ bệnh gì bị cứ làm gì này. Bệnh chỗ nào là làm chỗ đó. Bệnh nó đâu bị làm nữa. Ai vậy đâu mà có bà đó bà làm tại bà bệnh ngay cái nách.
Bà so, bà nói trời trời sao nó nhột kỳ cục quá. Bà nói sao kỳ, sao con làm con so là nó nhột, bà thầy nó nhột là cảm ứng. Hiểu chưa? Nó từ nơi đó mà cố gắng mà so bà niệm Phật rồi là nó hết. Có cái cô kia nguyên một cái cục bự và bá nó lòi lên gì nè. Mà bà nghe nhà Đức giảng bà so, bà niệm Phật bà so. Một thời gian tự không biết sao nó biến mất tiêu luôn. 100% luôn. Chứ ngồi tam bảo ai dám nói dốc chợ. Nói sai, nói tầm bậy bạ giọng ngữ chết. Cắt cái lưỡi ẹt. Tiêu luôn. Thấy chưa? Đó là những đức khuyên quý vị vậy đó. Nên cái công đức mà giờ để tu lớn vậy lắm. Chúng ta đem cái công đức này cầu an á, trên là hòa thượng. Nhờ hòa thượng xây chùa mà mình có chỗ về đây mình tu, thấy không? Rồi mình hồi hướng cầu an cho tất cả quý Phật tử ở đây và chúng sanh.